Hoặc một ngày dễ nói, hoặc nửa tháng, một tháng dễ nói, hoặc trăm năm, ngàn năm, trăm ngàn năm dễ nói, hoặc một kiếp, trăm kiếp, ngàn kiếp, trăm ngàn kiếp dễ nói, hoặc trăm ngàn ức na do tha kiếp dễ nói, hoặc vô số vô lượng cho đến bất khả thuyết kiếp dễ nói. Kiếp số có thể hết, nhưng nghĩa lý của một câu văn dễ nói khó hết được. Vị Bồ Tát này, hoặc một ngày dễ nói biện luận pháp này, hoặc nửa tháng, một tháng dễ nói biện luận pháp này, hoặc trăm năm, ngàn năm, trăm ngàn năm để nói biện luận pháp này đều không thể hết được. Do đó biện tài vô ngại, hoặc trải qua một kiếp, trăm kiếp, ngàn kiếp, trăm ngàn kiếp, hoặc trải qua trăm ngàn ức na do tha kiếp, hoặc trải qua vô lượng vô biên vô số kiếp, cho đến trải qua bất khả thuyết kiếp để nói biện luận pháp này cũng không thể nói hết được. Dù số kiếp có thể hết, nhưng nghĩa lý của một câu một văn trong Địa Tạng nói không thể hết được. Tại sao? Vì Bồ Tát này thành tựu 10 thứ tạng vô tận. Thành tựu tạng này thì nhiếp được tất cả pháp môn Đà La Ni hiện ở trước, trăm vạn A Tăng Kỳ môn Đà La Ni dùng làm quyến thuộc. Đắc được Đà La Ni này rồi thì dùng pháp quang minh để rộng vì chúng sinh dễ nói pháp. Ở trước có nói, ở trong bất khả thuyết kiếp, thời gian nhiều kiếp như thế cũng không thể phát huy hết nghĩa lý của một câu một văn được. Đây là nguyên nhân gì? Vì vị Bồ Tát này tu biện tạng, ngài thành tựu 10 thứ tạng vô tận, thành tựu biện luận tạng, có thể nhiếp thọ tất cả pháp môn tổng trì hiện ở trước, có trăm vạn A Tăng Kỳ môn tổng trì làm quyến thuộc. Đắc được trăm vạn A Tăng Kỳ môn tổng trì rồi thì dùng trí huệ biện tài pháp quang minh để vì chúng sinh diễn nói tất cả các pháp. Bồ Tát bi tâm thiết thiết chẳng nhàm chán, đem pháp phần môn biệt loại giải nói tỉ mỉ, khiến cho chúng sinh nghe rồi liền đắc được lợi ích. Khi Bồ Tát nói pháp thì dùng lưỡi rộng dài vang ra âm thanh vì diệu sung mãn mười phương tất cả thế giới, tùy theo căn tánh của chúng sinh đều khiến cho họ được đầy đủ tâm, được hoan hỷ, diệt trừ tất cả phiền não trần cấu ràng buộc, kéo vào tất cả âm thanh ngôn ngữ văn tự biện tài, khiến cho tất cả chúng sinh không dứt giống Phật, tâm thanh tịnh liên tục, cũng dùng pháp quang minh để diễn nói pháp, chẳng có cùng tận, chẳng sinh tâm mỏi mệt. Vị Bồ Tát này khi diễn nói vô lượng pháp thì dùng lưỡi rộng dài phát ra âm thanh vi diệu, khiến cho tất cả chúng sinh nghe được đều sinh tâm hoan hỷ. Pháp âm vi diệu này sung mãn đến hết thảy mười phương thế giới, tùy theo căn tánh của chúng sinh mà đắc được lợi ích khác nhau. Trong kinh Pháp Hòa có nói, nước một vị, cỏ cây rừng rậm, tùy theo lớn nhỏ mà thấm nhuận, khiến cho tất cả chúng sinh đều được đầy đủ sinh tâm hoan hỷ, diệt trừ quét sạch tất cả phiền não trần cấu ràng buộc. Bồ Tát khéo vào tất cả âm thanh ngôn ngữ văn tự biện tài, đây tức là diệt trừ phiền não cấu tham sân si, sinh ra quang minh giới định huệ, khiến cho tất cả chúng sinh tu giới định huệ. Khi được viên mãn thì giống Phật chẳng dứt, Bồ Đề chẳng mai một, tâm thanh tịnh liên tục không gián đoạn. Dùng trí huệ biện tài pháp quang minh để vì tất cả chúng sinh diễn nói tất cả các pháp, chẳng có lúc nào cùng tận, chẳng sinh tâm mỏi mệt. Tại sao? Vì Bồ Tát này thành tựu vô biên thân, tận hư không khắp pháp giới. Tại sao Bồ Tát nói pháp nghĩa lý vô cùng vô tận? Vì bất cứ nói thời gian lâu dài bao nhiêu cũng cảm thấy chẳng mỏi mệt. Tại sao? Vì vị Bồ Tát này, ngài thành tựu pháp thân không bờ bé, vô biên thân, lớn mà không ngoài, nhỏ mà không trong, đến đi vô ngại, động tĩnh nhất nguyên, do đó tận hư không khắp pháp giới. Đó là biện tạng thứ 10 của Đại Bồ Tát. Pháp môn vừa nói ở trên là pháp môn biện tạng thứ 10 của Đại Bồ Tát tu hành. Tạng này vô cùng tận, không phần đoạn, không gián đoạn, không đổi khác, không chướng ngại, không thối chuyển, thâm sâu không đáy, khó có thể vào được, vào khắp tất cả môn Phật Pháp. Biện tạng này là vô cùng vô tận, không có phần, không có đoạn, chẳng có gián đoạn, chẳng có biến hóa, chẳng có chướng ngại, chẳng có thối chuyển, chẳng có đáy. Tu pháp biện tạng, đáy của nó rất thâm sâu, không dễ gì chân chánh, minh bạch. Tu hành pháp này, tuy nhiên không dễ gì thâm nhập, nhưng có thể vào khắp trong tất cả môn Phật Pháp, trong tất cả môn Phật Pháp đều có pháp biện tạng này. Phật tử, mười thứ tạng vô tận này có mười thứ pháp vô tận, khiến cho các Bồ Tát rốt ráo thành tựu vô thượng Bồ Đề. Các vị đệ tử của Phật tu mười thứ pháp môn vô tận tạng này
lại đắc được 10 thứ pháp vô tận, khiến cho hết thảy Bồ Tát muốn tu pháp này rốt ráo đều thành tựu Phật quả vô thượng Bồ Đề. Những gì làm 10, vì lợi ích tất cả chúng sinh, vì dùng bổn nguyện khéo hồi hướng, vì tất cả kiếp không đoạn tuyệt, vì tận hư không giới đều khai ngộ tâm vô hạn, vì hồi hướng hữu vi mà chẳng chấp trước, vì một niệm cảnh giới tất cả pháp vô tận, vì đại nguyện tâm không đổi khác, vì khéo nhấp lấy các đà la ni, vì được chư Phật hộ niệm, vì thấu rõ tất cả pháp đều như huyễn. Gì là 10 pháp vô tận sẽ giải thích sau đây. 1. Lợi ích tất cả chúng sinh, nghĩa là phải lợi ích hết thảy chúng sinh, do đó phàm là việc ích lợi, thảy đều đi làm. Phàm là việc có lợi ích cho chúng sinh, làm không được cũng phải cố gắng làm, không sợ khó khăn, đó mới là pháp tu khó làm mà làm được. 2. Dùng bổn nguyện khéo hồi hướng, người hành Bồ Tát đạo cần phải phát đại nguyện Bồ Tát, do đó chúng sinh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Đây là nguyện lực căn bản, sau đó lại phát 10 đại nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền. 1 là lễ kính các đức Phật, 2 là khen ngợi Như Lai, 3 là rộng tu cúng dường, 4 là sám hối nghiệp chướng, 5 là tùy hỷ công đức, 6 là thỉnh truyền pháp luân, 7 là thỉnh Phật ở lại đời, 8 là thường học theo Phật, 9 là luân thuận chúng sinh, 10 là thảy đều hồi hướng. Nguyện căn bản phát ra hồi hướng cho pháp giới tất cả chúng sinh, chẳng vì tự cầu mà vì chúng sinh hành Bồ Tát đạo, đây là hồi tự hướng tha. 3. Tất cả kiếp không đoạn tuyệt, ở trong vô lượng vô biên kiếp, tu hành chẳng bao giờ ngừng, cũng không ngừng phát tâm Bồ Đề hành Bồ Tát đạo, càng lợi ích chúng sinh không bao giờ ngừng, vân vân. Tất cả mọi thời, tất cả mọi nơi, tất cả kiếp hồi hướng công đức cho chúng sinh không bao giờ ngừng. Bồ Tát vì chúng sinh lìa khổ được vui mà không mỏi mệt, vì khiến cho chúng sinh thoát khỏi ba cõi, hiện thần nói pháp, bỏ qua cơ hội thành Phật, do đó đào giá từ thuyền, trở lại thế giới Ta Bà phổ độ chúng sinh, tinh thần này vĩnh viễn không đoạn tuyệt. 4. Tận hư không giới đều khai ngộ tâm vô hạn, minh bạch tự tánh tức là tận hư không giới, ngộ được bản thể của pháp giới nghĩa là minh tâm kiến tánh, trở về nguồn cội chứng được thân pháp giới, tức cũng là vô biên thân. Đây là Bồ Tát chứng được bản thể lý không, chứng được bản thể của hư không, mọi sự chấp trước phiền não trước ngại thảy đều không còn nữa. Tại sao? Vì như hư không chứng được trí huệ hư không, tuy nhiên tại thế gian hành mà không hành, làm mà không làm, tu mà không tu, chứng mà không chứng, đến được cảnh giới này thì tâm và hư không hợp mà làm một, chẳng có sự giới hạn, chẳng có sự chấp trước. 5. Hồi hướng hữu vi mà chẳng chấp trước. Tuy nhiên là như vậy, nhưng vẫn phải hồi hướng hữu vi mà chẳng chấp trước hữu vi. Không thể nói, tôi chứng được lý không, gì cũng chẳng làm. Tất nhiên hành mà không hành, làm mà không làm, tu mà không tu, chứng mà không chứng, thì dạy nó là không. Chẳng phải lối nói pháp như thế. Tuy chứng được lý không vô vi, vẫn phải hồi hướng hữu vi. Đây tức là minh bạch đạo lý chân không, từ trong chân không vẫn phải sinh ra diệu hữu, không sinh diệu hữu chỉ là chân không thì chẳng có dụng gì. Do đó, chân không chẳng ngại diệu hữu chẳng ngại chân không. Vẫn phải hồi hướng tất cả hữu vi. Gì là hữu vi? Phàm là có hình có tướng đều gọi là hữu vi. Trong Kinh Kim Cang có nói, phàm hết thảy tướng đều là hư vọng, nếu thấy các tướng chẳng phải tướng, tức thấy Như Lai. Tuy nhiên chẳng hữu vi, nhưng vẫn không thể không có hữu vi, vẫn có hữu vi mà chẳng chấp trước hữu vi. Trong Kinh Kim Cang có nói, tất cả pháp hữu vi như mộng huyễn bọt bóng, như sương cũng như điện, hãy quan sát như thế. Tuy nhiên là vô vi cũng phải hồi hướng hữu vi, do đó hành xả vô sự, đừng chấp trước vào hữu vi. 6. Một niệm cảnh giới tất cả pháp vô tận, cảnh giới trong một niệm đầy khắp 3.000 đại thiên thế giới. Do đó một niệm tức 3.000, 3.000 tức một niệm, hết thảy tất cả phiền não của chúng ta đều do một niệm tạo thành. Nếu một niệm không sinh thì sẽ đến được cảnh giới giải thoát, giống như người tu hành nhiều năm một niệm không sinh thì thường ở trong định, đột nhiên sinh ra một niệm muốn làm tổng thống thì kiếp sau sẽ làm tổng thống, nhưng đây là việc phiền não khiến cho tâm chẳng thanh tịnh, vì quan hệ đến quốc tế làm cho đầu não căng thẳng,
tạo ra nhiều khổ não. 7. Đại nguyện tâm không thay đổi. Người tu hành thì vĩnh viễn không thối thất tâm Bồ Đề, không thay đổi tâm Bồ Đề, phải thời khắc kiên trì tâm Bồ Đề. Tâm Bồ Đề tức là tâm đại nguyện trên cầu Phật đạo dưới độ chúng sinh, đại nguyện tức là thuyền qua biển, từ bờ sinh tử bên này qua sông phiền não và đạt đến bờ Niết Bàn bên kia. Đại nguyện này phải kiên cố như kim cang, vĩnh viễn không phá hoại, mới được như như chẳng động, rõ ràng, sáng suốt. 8. Khéo nhiếp lấy các Đà La Ni. Bồ Tát khéo nhiếp lấy vô lượng vô biên môn tổng trì, cùng nhau làm quyến thuộc, giống như 84.000 pháp môn, đều là đệ nhất, chẳng có đệ nhị, cho nên gọi là pháp môn không hai. Do đó, pháp đều bình đẳng, chẳng có cao thấp. Người tu đạo hoan hỷ pháp môn nào mà tương ưng, thì pháp môn đó là đệ nhất. Pháp môn chẳng tương ưng thì không thể nói là đệ nhất. Tuy nhiên pháp môn đó đối với bạn chẳng tương ưng nhưng lại tương ưng với kẻ khác, cho nên môn nào cũng đều đệ nhất, chẳng có đệ nhị. Nói tóm lại, phạm là pháp môn đối cơ tức là đệ nhất. 9. Để tất cả chư Phật đều hộ niệm, vì hay nhiếp lấy tất cả Đà La Ni, cho nên tất cả chư Phật đều đến hộ niệm gia trì, khiến cho bạn tăng trưởng trí huệ, thấu rõ tất cả pháp hữu vi đều là hư vọng không thật. 10. Thấu rõ tất cả pháp đều như huyễn, thấy tất cả pháp hữu vi đều là không, pháp vô vi căn bản cũng chẳng có, tất cả pháp như huyễn không thật. Thấu hiểu được đạo lý này thì tất cả đều chẳng chấp trước. Chúng ta người tu đạo đừng chấp trước cái ta, nếu có tư tưởng về cái ta thì không thể nào thoát khỏi được ba cõi. Cho nên Phật mới đề tỉnh chúng ta phải không ta, không người, không chúng sinh, không thọ mạng, bốn tướng. Như vậy mới quét được tất cả pháp, lìa tất cả tướng. Đó là 10 pháp vô tận, hay khiến cho chỗ thật hành của tất cả thế gian đều được rốt ráo đại tạng vô tận. Đây là 10 pháp vô tận, pháp pháp chẳng cùng tận, khiến cho tất cả thế gian, người hành Bồ Tát đạo, thầy đều đắc được đại pháp tạng rốt ráo viên mãn vô tận.